Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong ngày hôm nay đến ngày 29 tháng 3, mưa tại Bắc Bộ sẽ có xu hướng gia tăng hơn nữa, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 30 tháng 3, mưa bắt đầu giảm hẳn, Bắc Bộ có nắng trở lại. Dự báo từ ngày 1 tháng 4 thì Bắc Bộ sẽ có đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay. Ảnh hưởng của không khí lạnh mặc dù không lạnh nhưng cũng khiến cho vùng phía áp thấp phía Tây yếu đi, khiến cho tác động của vùng áp thấp đến miền Trung cũng yếu dần. Khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa nhỏ tại một vài nơi, nền nhiệt tại đây dao động trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng từ 30 cho tới 33 độ. Từ ngày mai 28 tháng 3, vùng mưa sẽ dịch chuyển xuống khu vực Trung Trung Bộ. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa này kéo dài đến ngày 29 tháng 3. Xuôi xuống các tỉnh thành phía Nam thì nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam có xu hướng tăng lên. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức từ 35 cho tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 cho tới 50%. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là trên 35 độ. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu dài với nền nhiệt độ cao. Thưa quý vị, theo Cục Bảo vệ Thực vật, hiện nay miền Bắc đã gieo trồng được khoảng 69.358 ha ngô và đang trong giai đoạn năm lá xoáy nõn trổ cờ. Thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay là điều kiện cho sâu keo mùa thu phát sinh gây hại. Hiện có khoảng 204 ha ngô tại miền Bắc bị sâu keo gây hại và tăng 74 ha so với tuần trước, tăng 36 ha so với cùng kỳ năm trước. Mật độ phổ biến ở mức từ 1 cho tới 3 con 1 mét vuông, nơi cao thì từ 5 tới 7 con 1 mét vuông, phân bố tại một số vùng như là Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nam, Sơn La, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Lai Châu, Hà Nội, Bắc Giang và Tuyên Quang. Để phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô thì bà con cần áp dụng các biện pháp sau đây. Đầu tiên là biện pháp thủ công thì giai đoạn ngô từ 5 đến 9 lá cần phải thăm đồng để phát hiện ổ trứng, ngắt và tiêu hủy. Sử dụng cho bếp hoặc là nước xà phòng loãng đổ vào nõn ngô để diệt sâu non. Biện pháp bẫy bả thì bà con có thể sử dụng bẫy bả, bẫy đèn bằng cách là dùng các bẫy dính màu vàng có pheromone giới tính, bẫy bả chuông ngọt hoặc là bẫy đèn để diệt trưởng thành. Hoặc là bẫy cây trồng theo cách trên cánh đồng trồng ngô thì trồng xen với một số diện tích cỏ voi ngô nếp sớm hơn so với thời vụ chung để dẫn dụ trưởng thành đến đẻ trứng. Sử dụng bẫy diệt trưởng thành bằng cách là ngắt ổ trứng và phun trừ sâu non trên các diện tích bẫy cây trồng. Trường hợp phải phun thuốc bảo vệ thực vật thì chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục đăng ký được khuyến cáo sử dụng trên cây ngô. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể trong các vùng vào ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.